Go.
Go.
Go. Bài tập đến đây là kết thúc. Tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành và cùng tập với tôi. Thì sức khỏe là một trong những cái gia tài lớn nhất mà chúng ta cần phải duy trì và bảo vệ sức khỏe nha quý vị. Mỗi ngày chúng ta nên tập luyện một lần bài tập này. Thì tôi tin chắc rằng cơ bắp của quý vị, cơ thể của mình và các cơ khớp của chúng ta sẽ khỏe mạnh, và chúng ta sẽ ngăn ngừa rất là nhiều bệnh tim mạch, tiểu đường và những chứng bệnh mãn tính khác nha quý vị, mệt mỏi, mất ngủ, vân vân và vân vân. Thì tập thể dục là một trong những chìa khóa tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Thì tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn những ai đã đăng ký và đã ưa chuộng, mến chuộng cái kênh tập thể dục thể thao này của chúng tôi. Và hy vọng chúng ta sẽ có sức khỏe tốt và chúng ta sẽ thành công trong đời sống, thành công về vấn đề sức khỏe, hạnh phúc gia đình cũng như mọi trên những cái mọi phương tiện khác trên đời sống nha quý vị. Chúc quý vị may mắn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn, chào tạm biệt.